Vâng, xin chào toàn bộ quý vị độc giả của Soha.vn. Hiện tại thì tôi đang có mặt ở trên một chiếc xe buýt 2 tầng. Và như các bạn đã thấy thì đằng sau hai chiếc xe buýt 2 tầng sẽ đón các cầu thủ U23 Việt Nam tại sân bay Nội Bài đã bắt đầu di chuyển rời khỏi VFF. Và chúng ta sẽ cùng tường thuật trực tiếp những hình ảnh tại đây. Vâng, các bạn có thể thấy là góc quan sát từ chân xe rất là tốt. Và với những bạn không ở Hà Nội, các bạn có thể thấy đằng xa đó là sân vận động Mỹ Đình. Cùng chúng tôi. Và các bạn muốn giao lưu các cô gái này thì hãy gửi comment cho chúng tôi. Vâng, đây chính là một trong hai chiếc xe buýt 2 tầng sẽ đón các cầu thủ U23 tại sân bay Nội Bài. Và một trong những điểm có thể rất là dễ nhận biết đó là hình ảnh của những cầu thủ của chúng ta, những cổ động viên của chúng ta và huấn luyện viên của chúng ta Park Hang-seo. Không khí tại Mỹ Đình đang rất nóng với hàng loạt những tiếng hô hặc lây rền vang. Vâng, và tôi nghĩ chắc chở chỉ trong vòng 5 phút nữa thôi thì đoàn xe này sẽ di chuyển. Đây đang rất nóng, các bạn hãy share video này, hãy comment để chào đón những cầu thủ của chúng ta. Vâng, đây là chiếc xe buýt, hai chiếc xe buýt sẽ đi đón các cầu thủ U23 Việt Nam. Hình ảnh đội tuyển U23 Việt Nam, hình ảnh huấn luyện viên Park Hang-seo. Và trên đầu xe có chữ Vinh Quang Việt Nam. Và chắc chắn là trong ngày hôm nay tại sân bay Nội Bài thì sẽ có rất 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 đông fan của đội tuyển sẽ tới đón các chàng trai của U23 Việt Nam. Và với những bạn mà chưa có cơ hội đến sân vận động Mỹ Đình bao giờ thì phía trước chúng ta đó chính là sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Và cũng tiết lộ cho các bạn biết là hôm nay vào 20 giờ thì tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ tổ chức lễ vinh danh. Vâng, tại đây thì sẽ có sự xuất hiện của các cầu thủ trong đội tuyển U23 Việt Nam cũng như ban huấn luyện. Ngoài ra thì còn có sự xuất hiện rất đặc biệt của Sơn Tùng MTP. Vâng, mặc dù không ở đăng ký nghe được rất nhiều tiếng kèn, một trong những tiếng kèn đặc trưng của bóng đá. Thôi thật là đáng tiếc khi mà đoàn xe của tôi lại đang ở cuối của đoàn. Tuy nhiên thì là khi đến sân bay thì chúng tôi sẽ cố gắng
để có được những hình ảnh tốt nhất với các cầu thủ U23 Việt Nam. Vâng, trong ngày hôm qua thì có những thông tin nói về là chuyện diễu hành ngày hôm nay có diễn ra hay không? Vào được. Có tình hình hiện tại thì chúng tôi chưa thể nói được điều gì bởi vì là nó còn liên quan đến tình hình thời tiết cũng như là tình hình sức khỏe của cầu thủ. Tuy nhiên thì là theo lịch trình thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển từ sân bay Nội Bài qua cầu Nhật Tân, sau đó hướng về văn phòng chính phủ để gặp gỡ thủ tướng cũng như là các thành viên trong chính phủ. Và sau đó sẽ bay về khách sạn Crown tại Mỹ Đình để nghỉ. Và 20 giờ tối nay thì tại sân vận động Mỹ Đình sẽ tổ chức lễ vinh danh các cầu thủ U23 Việt Nam. Và tôi vừa nhận được nữa là còn cả Mỹ Tâm nữa. Mỹ Tâm đảm bảo an toàn những phe cứng của đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta. Thì đoàn xe chúng ta đang hướng về phía đại lộ Thăng Long. Vâng, rất là hy vọng khi mà tình hình giao thông nó đỡ tắc hơn một tí thì đoàn xe của chúng tôi, xe của chúng tôi có thể bám sát được những xe bên trên đầu và chúng ta có thể thấy được không khí của những người dân đứng xung quanh để đón đoàn xe. Tình hình bắt đầu có vẻ rét mướt hơn rồi đấy ạ. Các cô gái chúng ta đã phải ngồi. Vâng, nhưng mà chỉ một lúc nữa thôi thì khi mà các cầu thủ của chúng ta dính vào một cái... Vâng, các bạn độc giả của show 2 ơi, thì trong vòng khoảng 1 tiếng nữa thôi thì chúng tôi sẽ tới sân bay Nội Bài và tôi xin ngắt livestream tại đây. Và khi tới sân bay Nội Bài thì tôi sẽ tiếp tục livestream và sẽ tiếp tục cùng đồng hành của bạn. Các bạn hãy chờ đón xem và hãy share video này. Và xin hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Hiện tại tôi đang có mặt tại sân bay Nội Bài và thời điểm của bạn đã có trong cổ động viên đến đây rất sớm. Đấy, có khoảng 500 cổ động viên đến từ 7 giờ sáng. Hiện tại thì các cổ động viên đến mỗi lúc một đông hơn.
trong công ty nào thì em không biết. Các bạn này, các bạn mình là phóng viên của báo Chí Thức Trẻ, các bạn cho mình phỏng vấn một chút được không ạ? Được ạ. Các bạn đến đây từ lúc mấy giờ vậy? Dạ em dậy từ lúc 6. Em dậy từ lúc 5 rưỡi, em đến đây lúc 6 giờ rưỡi. Các bạn cảm xúc thế nào khi hôm qua Việt Nam? Rất là tuyệt vời. Em rất là tuyệt vời ạ. Các bạn mong muốn gì trong buổi gặp gỡ các cầu thủ ngày hôm nay? Các bạn đã gửi gắm gì đến các cầu thủ không? Các anh hãy cố gắng trong lần giải đấu tiếp theo, anh sẽ giành chức vô địch. Người hâm mộ sẽ luôn ở bên cạnh các anh ạ. Bọn em tin các anh. Bọn em luôn sẽ không bao quay lưng một các anh dù như thế nào. Cảm ơn các bạn nhé. Rất là đông, lượng người mỗi lúc một đông lên. Hiện tại thì đã có khoảng 500 cổ động viên có mặt tại sảnh A1